Thưa quý vị và các bạn, bước qua những đau thương tàn tích của chiến tranh, tỉnh Quảng Trị đã hồi sinh và đang khởi sắc từng ngày nhờ những bàn tay cần cù, sáng tạo. Để mảnh đất Quảng Trị ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn, trở thành nơi ngưỡng vòng tri ân các anh hùng liệt sĩ. Ý tưởng xây dựng thành phố Hòa Bình và Festival vì Hòa Bình của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đã hình thành và đang trong giai đoạn hoàn thiện đề án để trình trung ương xem xét thông qua. Vậy, để xây dựng Quảng Trị trở thành một thành phố hòa bình, được tiếp cận với các tiêu chí hòa bình như thành phố Hiroshima của Nhật Bản và các thành phố khác trên thế giới, và Quảng Trị sẽ tổ chức thành công Festival vì Hòa Bình theo định kỳ thì cần phải có những bước chuẩn bị như thế nào? Hãy cùng bàn luận với chúng tôi trong chương trình diễn đàn về Quảng Trị phát triển ngày hôm nay với hai vị khách mời, đó là ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và ông Lê Phương Bắc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thị xã Quảng Trị. Kính thưa quý vị và trước khi đến với cuộc trò chuyện ngày hôm nay, chúng tôi xin được kính mời quý vị và cả bạn hãy cùng theo dõi một tổng hợp ngắn sau đây. Không nơi nào trên thế giới lại có nhiều đau thương như Quảng Trị. Nơi này đang sở hữu một tài sản vô cùng quý giá, đó là hệ thống rất nhiều điểm di tích lịch sử có giá trị. Do đó, đất nước Việt Nam cần phải đền ơn Quảng Trị bằng việc xây dựng thương hiệu du lịch vì hòa bình của loài người. ý tưởng và khát vọng xây dựng thị xã thành cổ quảng trị trở thành biểu tượng vì hòa bình là mong ước của người dân quảng trị của đồng bào và chiến sĩ cả nước cũng như bạn bè quốc tế Festival Khát vọng Hòa Bình là yếu tố quan trọng để không chỉ thúc đẩy du lịch phát triển mà còn nâng cao giá trị lịch sử, giá trị nhân văn sâu sắc. Vâng thưa quý vị và các bạn, đó chỉ là lời khẳng định về mong muốn và ý nghĩa của việc xây dựng một thành phố vì hòa bình và của một festival vì hòa bình được tổ chức định kỳ. Và không biết là hai vị khách mời có điều gì muốn chia sẻ uh, xung quanh những gì mà chúng ta vừa theo dõi không ạ? Trước hết xin mời ông Nguyễn Văn Chiến ạ. Trước hết chúng tôi rất là trân trọng và phấn khởi về những cái ý kiến uh, góp ý về cái tính khoa học, cái tính thực tiễn trong cái việc đề xuất ý, ý tưởng xây dựng cái, một cái festival vì hòa bình à, hiện nay thì lãnh đạo tỉnh đã có chủ trương và cái quyết tâm chính trị để triển khai à, tổ chức xây dựng và tổ chức thực hiện cái festival vì hòa bình và xây dựng thành phố vì hòa bình ở thị xã quảng trị và đã giao cho ngành văn hóa thể thao du lịch cùng với thị xã quảng trị phối hợp với các sở ban ngành địa phương để triển khai thực hiện trong quá trình tổ chức xây dựng cái đề án chúng tôi sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của các chuyên gia các nhà quản lý đầy trách nhiệm để hoàn thiện đề án và cũng hy vọng sẽ được sự ủng hộ tạo điều kiện giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân trong và bạn bè trong nước, trong tỉnh và bạn bè quốc tế. Khi uh, có cái đề án xây dựng Phải Tư Văn Hòa Bình và thị xã Quảng trị là một trong những cái điểm gọi là để uh, tổ chức các cái hoạt động để cái, uh, liên quan đến Phải Tư Văn Hòa Bình có thể nói rằng là không gì riêng bản thân tôi mà cả bộ và nhân dân trên địa bàn thị xã cũng rất hào hức, mong muốn cái hoạt động này được uh, tổ chức thường niên và được sự đồng tình ủng hộ của cán bộ và nhân dân của quảng trị nói chung và nhân dân trong cả nước đặc biệt là sự quan tâm của các cấp các ngành và tôi tin chắc rằng là sau khi đề án này hình thành và được thông qua thì cái phải thi văn hòa bình được tổ chức trên địa bàn tỉnh quảng trị và thị xã quảng trị sẽ chắc chắn sẽ thành công Vâng xin cảm ơn ông Lê Phương Bắc kính thưa quý vị. Qua hai ý kiến vừa rồi của ông Nguyễn Văn Chiến và ông Lê Phương Bắc thì cũng chính là câu trả lời mà chúng tôi ghi nhận được sau khi mà phỏng vấn những người dân xung quanh chủ đề này. Thì Quảng trị quyết tâm xây dựng thị xã Quảng trị thành một thành phố khát vọng hòa bình. Tôi nghĩ rằng đó là một quyết định đúng, thứ nhất là đúng, thứ hai là hợp lý và thứ ba là rất có ý nghĩa có thể nói rằng trong hàng vạn chiến sĩ hy sinh thì mục tiêu của từng người lính đã ngã xuống ở đây đều mong là đất nước chúng ta hòa bình và cái cuộc chiến ở thành phố quảng trị cũng như ý tưởng để xây thành phố quảng trị trở thành một cái thành phố hòa bình trong tương lai đây là một ý tưởng hết sức là sâu đậm mà có thể nói rằng nếu đạt được thì cái này nó đáp ứng được nguyện vọng của tầng lớp nhân dân và cái sự hy sinh của các chiến sĩ ở thành phố Quảng Trị. Bản thân tôi thì khi nghe tin là sau cái khát vòng hòa bình thì rất là phấn khởi và mừng và cũng để cho du khách ở tới tỉnh Quảng Trị biết nhiều hơn. Bây giờ làm được cái phá van nữa thì để tôi thấy rất là phấn khởi. Là vì sao? Vì tất nhiên là vì để làm sao để thông báo biết được cái tình hình của Quảng Trị mình, cái đất của Quảng Trị mình vừa là gian khổ nó vừa là chiến tranh ác liệt bây giờ bị tàn phá thì bây giờ đã lớn lên dừng lên xây dựng được lên như thế này thì rất quá quý và được kêu gọi làm sao mọi người đến cùng với quảng trị đấy góp phần cho quảng trị xây dựng lớn lên thì thấy tôi rất là phấn khởi khi nghe tin là có festival này thì bản thân của tôi là cảm thấy là rất vui mừng em mong muốn rằng quê hương mình sẽ được tổ chức lễ hội festival điểm đến với hòa bình để bạn bè trong nước và quốc tế có thể biết đến với mảnh đất thiên liêng này Quý vị và các bạn đang theo dõi diễn đàn vì Quảng trị phát triển với chủ đề Quảng trị nỗ lực xây dựng festival vì hòa bình. À, thưa ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, chúng ta đã dựa trên nền tảng nào để có thể hình thành ý tưởng xây dựng một festival vì hòa bình tại tỉnh Quảng trị ạ? Ở Quảng trị thì có thể là chiến tranh đã qua rồi nhưng khi người ta đến Quảng trị thì người ta sẽ hiểu cái sự tan tốc, hủy diệt của chiến tranh và cái sự khát vọng đấu tranh dân cái hòa bình cho nên là quảng trị được ví như một cái bảo tàng sống về chiến tranh cách mạng cái thứ hai thì như vậy là chúng ta thấy rằng là ở quảng trị thì trong cái cuộc kháng chiến cứu được vị đại ấy thì hàng ngàn hàng vạn người con ưu tú của tổ quốc quảng trị đã hy sinh vì cái hòa bình, vì cái sự thống nhất của tổ quốc. Cho nên cái việc tổ chức cái việc van vì hòa bình vừa là thể hiện được cái nguyên vòng, cái ước vòng của thế hệ hôm nay, mai sau và cả những người đã ngã xuống cho tổ quốc này. Cái thứ ba là chúng ta cũng đã có những cái căn cứ thực tế, đó là chúng ta trước đây vừa qua thì tỉnh Quảng Điền cũng đã tổ chức rất thành công và sáng tạo, nhiều cái lễ hội mà có sức lan tỏa đến với bạn bè trong quốc tế. Vì vậy chúng tôi nghĩ rằng là trong cái bối cảnh mà quốc tế hết sức phức tạp và đây biên đồng, thì cái việc bảo vệ giữ gìn củng của hòa bình là hết sức quan trọng. Và Quảng Trị là một địa phương có lẽ là đại diện xứng đáng để tổ chức cái sự kiện nhân văn này. Vâng, có thể nói rằng ý tưởng xây dựng Quảng Trị trở thành một thành phố hòa bình và tổ chức festival về hòa bình theo định kỳ là ý tưởng của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cũng như là mong muốn chung của nhân dân đồng bào muốn chung tay góp sức để làm cho mảnh đất từng là chứng nhân bi tráng của lịch sử trở nên giàu đẹp và bình yên hơn. Vậy theo đề án festival vì hòa bình thì chúng ta cần phải chủ trọng vào những yếu tố nào ạ? chủ đề thì như vậy là là vì hòa bình nhưng có bốn cái nội dung hay còn gọi là bốn cái chủ điểm mà chúng tôi đề xuất đó là cái thứ nhất là như vậy là đến với festival thì như vậy chúng ta lên án chiến tranh và như vậy lên án cái sự khốc liệt cái sự hủy diệt của chiến tranh và cả người cái giá trị hòa bình cái thứ hai là đến với phật hay còn gọi là phật tây ban phải thể hiện cái nội dung đó là tượng điểm tri ân tôn vinh những người con đã ngã xuống vì cái sự nghiệp hòa bình vì cái sự nghiệp độc lập thống nhất tổ quốc và kể cả những người đã ngã xuống do chiến tranh cái thứ ba là như vậy là chúng ta kêu gọi cái sự đoàn kết hợp tác đấu tranh để bảo vệ gìn dự và củng cố hòa bình và cái cuối cùng mà chúng tôi cho cũng rất là quan trọng đó là thông qua cái festival để chúng ta gặp gỡ liên kết hợp tác cùng nắm tay nhau để xây dựng một cái tương lai vững bền và thịnh vượng vâng và để thực hiện được những điều như mà ông vừa chia sẻ thì hiện tại tỉnh quảng trị đã có những bước chuẩn bị cơ bản nào và còn những công tác chuẩn bị gì để triển khai trong thời gian tới ạ thưa ông chúng tôi tiếp tục để tổ chức bằng các cái hình thức phương thức để tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia các nhà quản lý nhà lãnh đạo và các cái tầng lớp nhân dân kể cả bạn bè và các tổ chức quốc tế để hoàn thiện sớm hoàn thiện cái đề án này cái thứ hai là như vậy là chúng ta cũng phải cùng với cái, cái việc đó thì theo tôi thì như vậy là chúng ta phải học tập kinh nghiệm của các cái địa phương các tỉnh đã có cái sự thành công khi tổ chức các cái festival và cũng tổng kết đánh giá lại cái quá trình tổ chức các cái hoạt động lễ hội của chúng ta để chúng ta từ đó chúng ta có cái điều kiện để chúng ta cải tiến đổi mới nâng cấp về cái quy mô cái tính chuyên nghiệp trong cái tổ chức cái phép thi văn vì hòa bình thực hiện cái nhiệm vụ công tác tung tu tôn tạo xây dựng cái không gian văn hóa vì hòa bình của cả tỉnh đặc biệt là xây dựng cái thị xã quảng trị trở thành một cái đô thị vì hòa bình vâng xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Chiến. À, còn đối với thị xã Quảng Trị thì sao ạ? Thưa ông Lê Phương Bắc, à, cho đến thời điểm này thì thị xã Quảng Trị đã chuẩn bị như thế nào để có thể hiện thực hóa ý tưởng xây dựng Quảng Trị trở thành một thành phố vì hòa bình ạ? Trong thời gian vừa qua, thị xã Quảng Trị đã luôn luôn để cố gắng xây dựng thị xã Quảng Trị ngay còn có một diện mạo mới sau những cuộc chiến tranh đã diễn ra trên mảnh uh, đất thành cổ. Thì trong uh, thời gian vừa qua, um, thị xã Hồng Trị đã tổ chức rất là nhiều hoạt động, uh, đặc biệt là các hoạt động uh, tri ân các anh hùng liệt sĩ. Đây uh, thông qua những cái hoạt động này, thì cái việc mà để xây dựng cái thị xã Hồng Trị trở thành một uh, thành phố vì hòa bình thì được sự quan tâm của uh, các ông chí lãnh đạo sở văn hóa đặc biệt các ông chí lãnh đạo tỉnh để làm sao những cái hoạt động này nó diễn ra một cái theo định kỳ và đặc biệt nâng tâm lên trở thành một cái phải thi vang về hòa bình trong thời gian sắp tới về cơ sở hạ tầng trường học y tế rồi là các cái về cơ sở vật chất ngày càng được hoàn thiện trong thời gian sắp tới trên cơ sở việc trùng tu tôn tạo các cái các điểm trên địa bàn thì cái việc thúc đẩy phát triển cái tiền số đời sống của nhân dân đặc biệt là về cơ sở hạ tầng thì khắc phục khó khăn để ngày càng hoàn thiện hơn và trở thành một cái diện mạo mới riêng của thị xã Quảng Trị, một cái điểm đến về tâm linh và tạo diện mạo khác so về các địa bàn khác. Vâng, xin được cảm ơn ông Lê Phương Bác, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Quảng Trị. À, kính thưa quý vị và để tiếp nối mệt câu chuyện ngày hôm nay, chúng tôi xin được kính mời quý vị hãy cùng lắng nghe một vài ý kiến sau đây. Theo tôi thì nên suy nghĩ những cái gì phù hợp cho Quảng Trị nó khác cái khát vọng của quảng trị nó khác với cái đất của quảng trị hiện nay tôi thấy vì địa bên của mình đất nó còn hẹp người chưa đông cho nên tạo điều kiện làm sao cái phát văn của mình là một là nói lên được là cái truyền thống của quảng trị cái thứ hai là nói cái chiến tranh ác liệt của quảng trị cái thứ ba là đóng góp của quảng trị nó đối với đất nước trong những thời chiến trước thế nào thời bình thế nào nói chung nếu mà làm được cái điều đó thì tôi cần phải quảng bá cái hình ảnh của cái thị xã của mình và qua trong thời gian quá khứ cũng như trong hiện tại để cho khách quốc tế và khách trong nước và những bà con trong thị xã phấn đấu của mình phấn đấu làm cho đô thị mình xanh sạch đẹp và phong minh để mà đi lên cho cùng với tiến trình trong toàn tỉnh và các đơn vị ạ. Phát huy và bát tri văn khát vọng hòa bình của quảng trị của chúng ta thì bây giờ muốn làm được á thì đòi hỏi tức là lứa tuổi thanh thiếu niên của chúng ta hiện nay để mà hiểu được cái trong cuộc chiến tranh là và trong cuộc chiến tranh nó là ông cha ta là đã hy sinh như thế nào, mất mát như thế nào. Đó là một để lại cho một cái cái dấu ấn mà lớn cho thế hệ trẻ. Trong cái phát ban này, bạn thân tôi hy vọng không chỉ chúng ta sẽ hưởng về khu du lịch tâm linh mà chúng ta có thể uh, tập trung vào những uh, lễ hội uh, truyền thống hay là uh, quảng bá những uh, tập tập trung những cái cái mà lễ hội đường phố hoặc là những khu chợ đêm hiện tại cũng đang hình thành rất tốt ở trong địa bàn quảng trị của chúng ta Vâng kính thưa quý vị vừa rồi là một vài ý kiến rất là tâm huyết đối với việc hình thành ý tưởng xây dựng thành phố Hòa Bình và tổ chức Festival Vì Hòa Bình sẽ được tổ chức tại quảng trị Thưa ông Nguyễn Văn Chiến và giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch nếu như mà đề án của chúng ta được Trung ương thông qua thì chúng ta cần phải làm gì để festival về hòa bình không lẫn với các festival ở các địa phương khác và trở thành một thương hiệu riêng của tỉnh Quảng Trị ạ? Thưa ông. Trước hết phải bám sát chủ đề của cái festival đó. Chủ đề chúng ta là vì hòa bình. Chúng ta phải bám sát cái chủ đề này. Khai thác tất cả các cái nội hàm xung quanh cái chủ đề này. Từ cái chủ đề đó thì như vậy chúng ta phải xác định rất rõ cụ thể các cái chủ điểm hay còn gọi là các tiêu chí để chúng ta bám sát vào đó chúng ta tổ chức tất nhiên trong quá trình tổ chức đó thì bởi vì cái lễ hội phép tí văn hòa bình thì cái ý tưởng là chúng ta quảng trị đại diện cho việt nam đại diện cho quốc tế để tổ chức cái phép tí văn này cái thứ hai vì sao tổ chức ở trên quảng trị là chúng do đó chúng ta phải vừa kết hợp cái tính đương đại để khai thác cái, cái chủ đề này cái thứ hai là chúng ta phải kết hợp với cái, cái lịch sử truyền thống của quảng trị để chúng ta vừa tạo cái chung vừa tạo cái đặc sắc riêng à, thì chúng tôi nghĩ là à, thông qua những cái việc xác định đó thì chúng ta phải tổ chức các cái hoạt động để đáp ứng và như vậy nếu bật làm rõ các cái nội dung phục vụ cho một cái chủ đề lớn là vì hòa bình. Xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Chiến, à, thưa ông Lê Phương Bắc, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị. À, riêng với thị xã Quảng Trị thì à, những khó khăn của địa phương hiện tại là gì à, để có thể thực hiện được những điều như mà ông Nguyễn Văn Chiến, phó giám đốc sở văn hóa thể thao du lịch vừa đề cập. ạ thì về cái thực tế của đối phương tôi thấy cũng con gặp một số khó khăn là mặc dù là chúng ta rất là giao về cái truyền thống văn hóa đặc biệt là lưu giữ cái khối lương di tích đô sô cũng như anh chị vừa vừa nói một bảo tàng sống tuy nhiên cái khó khăn về thực tiễn địa lý của chúng ta là nằm giữa hai cái đơn vị có thể mạnh về du lịch đó là thành phố Huế và Quảng Bình cho nên trong thời gian vừa qua việc tổ chức các hoạt động là thường xuyên và đặc biệt riêng thì xã quảng trị tổ chức rất là nhiều hoạt động đó. như là chương trình đêm hoa đăng cái này là cũng đã 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 vươn tầm ra trong toàn quốc họ cũng rất người dân bị đến tuy nhiên và đặc biệt là tuyển phố lễ hội như vậy trong thời gian vừa qua chúng tôi uh, tổ chức uh, đình kỳ thường xuyên thì đây là một cái gọi cái, 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 cái là cái sự cố gắng nỗ lực của địa phương để làm sao mình tổ chức cả các hoạt động để lưu giữ lại khách Trong thời gian vừa qua thì thực tế một điều rằng là thứ nhất về cơ sở hạ tầng, về du lịch chúng ta chưa đáp ứng được. Cho nên cái việc mà khét thập phương về với Quảng Trị, về với thành cổ Quảng Trị và các cái điểm tâm linh trên địa bàn thì người ta không lưu lại. Chính vì trong thời gian vừa qua lãnh đạo thị xã cũng như cảm kỳ lãnh đạo sở văn hóa rất quan tâm đến thị xã Quảng Trị để làm sao nâng tầm cái chương trình đêm hoa đăng với các cái tuyển phủ đi bộ vân vân để làm sao giữ lại, lại khách thì có thể nói rằng đó là cái vấn đề mà khó khăn thứ nhất. Thứ hai là về cái cơ sở hạ tầng và đặc biệt cả cái doanh nghiệp để làm về công tác du lịch trên địa bàn á, thì ở đây gọi là chúng trước có thể này Chính vì là đó thì cái việc mà à, phát triển về các cái tiềm năng để thu hút cũng như tổ chức các hoạt động du lịch gọi là các về tinh xung quanh trên địa bàn à, thì xã quảng trị để, để, để làm sao cái hoạt động du lịch về tâm linh về cội nguồn được sự quan tâm của du khách và đặc biệt một người dân khi đến với Quảng Trị về với thị xã Quảng Trị người ta lưu lại có nghĩa để thời gian lâu hơn mong muốn là như vậy thì đó là những cái khó khăn thì trong thời gian sắp tới tôi tin chắc nếu cái hoạt động này được thông qua đề án này được thông qua và cả hoạt động được tổ chức theo định kỳ thường xuyên thì tôi tin chắc rằng là về cái hoạt động du lịch tâm linh cũng như đây là một cái gọi là cái cái thể mạnh để địa phương phát triển về kinh tế xã hội. Vâng, xin được cảm ơn ông rất là nhiều. À, kính thưa quý vị, à, nhân dân Quảng Trị cũng như là nhân dân cả nước luôn luôn thấu hiểu sâu sắc giá trị vĩnh hằng của hòa bình. Tổ chức festival vì hòa bình và xây dựng thị xã Quảng Trị trở thành một thành phố mang biểu tượng của hòa bình, không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nơi vùng đất thiêng, mà còn trở thành nơi ngưỡng vòng tri ân các anh hùng liệt sĩ, trở thành điểm nhấn quan trọng trong phát triển du lịch và hy vọng rằng từ ý tưởng cho đến hiện thực sẽ là một tương lai không xa để du khách trong và ngoài nước mỗi lần đến với Quảng Trị không chỉ chiêm nghiệm về sự bi tráng của cuộc chiến tranh Việt Quốc vĩ đại mà còn cảm nhận được giá trị của hòa bình để cùng nâng cảnh tình yêu và khát vọng dừng xây đất nước. Và đến đây thì diễn đàn về Quảng Trị phát triển hôm nay xin được khép lại. Một lần nữa xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia cùng chương trình và xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.